Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với Showlight Channel. Và ở trên bàn của mình đây là mình đang có hai cái sản phẩm robot hút bụi lau nhà. Con này là Dbot T9 của Ecovac và con này đó là S7 của Xiaomi. Rồi và hai cái sản phẩm này thì hiện tại thì đang có một cái mức giá khá là ngang bằng nhau, đều xấp xỉ gần 12 triệu đồng. Đó, cho nên là trong cái clip ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái so sánh nhanh giữa hai cái sản phẩm này để xem thử là cái sản phẩm nào nó dùng tốt hơn các bạn nhé. Với thiết kế đầu tiên thì chúng ta thấy được là cái con Dbot T9 này nó sẽ có cái kích thước nhỏ hơn một chút so với con S7 đó. Và nó là chỉ một gam màu trắng, nhìn có vẻ đơn giản hơn so với S7 đúng không các bạn? Đó. Và ở trên cái phần thân, trên mặt trên của nó thì cũng có một cái cảm biến laser này và chỉ có một nút thôi. Trong khi đó thì con S7 này ở trên đây nó có tới 3 cái nút vật lý luôn các bạn này. Đó, và cái chỗ mặt trên đây thì nó sẽ có những cái đường gân như thế này. Thì nhìn con S7 nó sẽ cầu kỳ hơn một chút. Và ở mặt trước các bạn này thì T9 nó sẽ có là một cái camera ở phía trước. Đó, camera ghi hình ở phía trước cái quãng đường nó đi qua. Và kèm theo đó là những cái cảm biến. À, bên hông, hai bên hông này cũng có cảm biến. Đó. Rồi, và S7 thì ở phía trước của nó sẽ không có camera. Đấy, nó chỉ có cảm biến, hai bên vị trí này có hai cảm biến và một cảm biến ở phía trước thôi. Rồi. Và xung quanh phần thân của S7 thì sẽ có rất nhiều những cái khe tản nhiệt. Và xung quanh phần thân của Dbot cũng có vậy. Tuy nhiên thì ở cái phần này của Dbot thì chúng ta sẽ thấy là nó có cái tính năng air freshener, nó tính năng lọc không khí và tỏa ra hương thơm. Thì cái phần này các bạn có thể tháo ra và thay bằng hộp chứa nước. Còn đây là S7 chúng ta cũng có thể tháo ra, nhưng mà đây là cái hộp chứa nước luôn rồi. Đó, các bạn sẽ bơm nước vào đây. Nếu muốn lau nhà thì chúng ta sẽ bơm nước, còn không lau nhà thì chúng ta sẽ để trống cái hộp chứa nước này. Dbot T9 chúng ta sẽ phải tháo cái hộp này ra, và khi lau nhà thì chúng ta phải lắp hộp chứa nước này vào. Đó, thì T9 nó sẽ có thêm một cái hộp như thế này. Thì chúng ta sẽ mở ra được cái nắp trên và lấy ra được hộp chứa bụi của T9. Đó. Cái nút nguồn của T9 thì nó nằm ở bên trong, thay vì nằm bên ngoài giống như là con S7. Còn S7 thì chúng ta cũng có thể mở ra và lấy được cái hộp chứa bụi này lên các bạn này. Đó. Đó, hai hộp chứa bụi. Và hai hộp chứa bụi này thì có thể tích cũng khá là tương đồng với nhau thôi các bạn. Đó. Nó cũng không có chênh nhau nhiều lắm về cái thể tích hộp chứa bụi. Và đây là mặt sau của hai con robot này. Thì các bạn thấy ở đây thì con T9 này, nó màu đen luôn này, con S7 thì màu trắng. Và cái cấu tạo của nó thì nó tương đồng nhau thôi, đều có bánh di chuyển đều lăn đều hướng ở chính giữa và hai bánh răng ở hai bên hông. S7 thì chỉ có một cái chỗ cạnh là bằng cao su, và T9 thì sẽ có hai cái chổi ở hai bên hông như này. Cho nên là T9 nó sẽ có diện tích lùa bụi nhiều hơn, hút vào đây nhiều hơn. Trong khi S7 thì chỉ có một bên, thì cái lượng bụi nó cuốn vào bên trong thì sẽ ít hơn các bạn ạ. Cấu tạo chổi chính của hai con cũng khác nhau. Các bạn thấy ở đây là con T9 này. Đây là cái chổi của nó này, chổi chính. Đấy, nó có phần lông ở này, ở chính giữa thì là bằng cao su. Trong khi đó thì con S7, cái phần chổi của nó thì hoàn toàn là bằng cao su và không có lông các bạn ạ. Nó cao su như thế này. Và cái việc mà Xiaomi làm cái thiết kế cái chổi này bằng cao su hoàn toàn như thế này thì để là giảm thiểu đi khả năng đó là mắc hoặc là dính tóc, lông thú nuôi vào cái chổi này. Còn đối với cái chổi này của T9 thì cái tỷ lệ mà nó sẽ dính tóc và mắc lại thì nó sẽ cao hơn so với cái chổi kia. Đó. Tuy nhiên thì sẽ là trong những cái trường hợp cụ thể, đó là trong một cái mặt sàn có nhiều lông tóc nuôi thì chúng ta mới thấy được cái hiệu quả rõ ràng của cái cấu tạo như thế này. Đó. Xung quanh cái phần thân của robot thì cả hai đều có những cảm biến chống rơi, và cái điều này thì gần như là robot nào nó cũng có rồi. Và như mà ban nãy mình cũng đã nói, đó là ví dụ như các bạn muốn thực hiện chức năng lau nhà của S7 thì các bạn chúng ta sẽ phải lắp thêm một cái khăn lau như thế này. Đây là cái khăn lau thôi. Và cái khăn lau này của S7 thì cái phần này nó sẽ có chế độ là Sonic Mopping, đó là cái tính năng lau rung ở cái phần này. Đó, khi mà chúng ta lau nhà thì nó sẽ rung cái phần này các bạn này. Đó, cái hình chữ nhật đây. Đó, S7 thì chỉ rung cái phần này thôi. Trong khi đó thì cái con T9 này thì nó sẽ rung toàn bộ cái khăn lau này luôn. Đó, rung toàn bộ luôn. Cho nên là mình đánh giá cái việc đó là lau nhà của cái con T9 này nó sẽ nhỉnh hơn so với S7 các bạn nhé.
nhờ việc là nó lau dung toàn bộ này, và cái tần suất lau dung cả hai đều như nhau, đều khoảng gần khoảng mình nhớ không nhầm thì là 480 lần trên 1 phút đều như vậy. Nhưng mà con này thì dung toàn bộ đó. Và khi lau nhà thì cổ T9 chúng ta sẽ tháo cái hộp này ra này đó, và chúng ta sẽ thay bằng cái hộp nước đó. Các bạn lắp vào như vậy là ok rồi đó. Thì rõ ràng là mình thấy là EcoVap nó sẽ định hướng đó là lau riêng các bạn ạ. Tức là khi mà chúng ta muốn hút bụi để lọc bụi không khí thì chúng ta phải dùng cái hộp này, mà chúng ta muốn lau nhà thì chúng ta phải bắt buộc phải tháo cái hộp này ra. Cho nên là không thể nào mà vừa hút vừa lau đồng thời hiệu quả được đối với con T9. Cho nên là sẽ lau riêng, hút riêng lau riêng. Và mình cảm thấy thì hút riêng lau riêng nó cũng sẽ đạt cái hiệu quả sạch nhà nó tốt hơn. Trong khi đó thì S7 chúng ta có thể là hút riêng lau riêng hoặc là lau hút đồng thời. Lau hút đồng thời được. Tuy nhiên thì mình thấy là nếu mà lau hút đồng thời á, thì phải có chế độ zoom giống như S7 hoặc là những một vài những cái chế độ thông minh như những con robot cao cấp thì không nói rồi. Còn nếu mà chúng ta chỉ giống như là đơn thuần cái công nghệ lau trước đây là chỉ lết một cái miếng khăn lau đi khắp mặt sàn và đồng thời như vậy thì nó sẽ không hiệu quả lắm. Tuy nhiên thì S7 nó có chế độ zoom đây, cho nên đánh giá thì vừa hút vừa lau của S7 thì cũng vẫn là ok. Tuy nhiên thì các bạn muốn đạt hiệu quả cao thì chúng ta nên hút xong đã rồi mới lau. Đó. Đó là cái về phần thiết kế. Thì theo mình thấy thì cái con Dearbox T9 này thì vốn dĩ là những cái sản phẩm của EcoVac lâu nay thì nó sẽ có một cái thiết kế, cái phần vỏ rất là cứng cáp rồi. Cái phần thân này lẫn được cái mặt trên của nó này thì thông thường là nó có cái độ bền cao. Và các bạn còn các bạn nhìn sang Xiaomi S7 này thì có thấy là cái mặt trên đây là mặt kính nó hơi bóng, nó hơi mỏng hơn so với là cái con T9 này. Đó, và cái phần bên ngoài, phần thân như này thì mình đánh giá là tất nhiên là cái nhìn cũng rất là tinh xảo và thiết kế rất là tỉ mỉ rồi. Nhưng mà về cái phần độ cứng cáp và độ chắc chắn á, thì mình cảm thấy là EcoVac Dearbox T9 nó vẫn nhỉnh hơn một chút. Đó, rồi bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển qua cái phần đó là tính năng của nó các bạn nhé. Tính năng thì chúng ta thấy là con Dearbox T9 này nó được trang bị là True Detect 3D 2.0 rồi là True Mapping 2.0 đó, và tính năng chế độ lau nhà dung khăn lau. Thì ở cái video lần trước mình có review con T9 này thì mình cũng đã làm chi tiết về những cái tính năng này rồi, thì có thể đấy là cái mức độ hiệu quả khi mà nó sử dụng tính năng này khá là cao các bạn nhé, rất là cao. Trong cái đó thì Xiaomi S7 thì nó được trang bị cái tính năng đó là LiDAR, công nghệ LiDAR, công nghệ riêng của Xiaomi, cũng đó là giúp nhận diện được vật cản vật thể ở phía trước và giúp tránh chướng ngại vật tốt. Còn phần chế độ lau dung thì cũng có tính năng lau dung rồi. Thì tuy nhiên thì con T9 này nó có một cái ưu điểm hơn con S7, đó là cái phần camera các bạn này, camera ở phía trước đầu của nó. Đây là công nghệ True Detect. Thì cái camera này nó còn có giúp chúng ta khi mà kết nối với app thì các bạn có thể theo dõi được cái không gian phía trước đầu của cái robot và giúp cho các bạn đàm thoại hai chiều tốt hơn. Ví dụ như các bạn đang ở công ty mà các bạn theo dõi robot qua cái điện thoại thì các bạn có thể quan sát được cái không gian phía trước của nó, và các bạn nhận thấy là có một cái điều gì đó ở phía trước của robot và các bạn muốn thông báo cho người ở nhà thì các bạn có thể nói qua điện thoại và nó sẽ phát lại qua robot này. Đó, thì nó sẽ giúp ích cho cái việc đàm thoại tốt hơn. Còn con Xiaomi S7 này cũng có khả năng đàm thoại nhưng nó lại không có cái camera phía trước. Đó là cái điểm yếu hơn của Xiaomi S7 so với cái con T9 này. Về lực hút thì EcoVac Dearbox T9 có cái lực hút 3000 PA, còn Xiaomi S7 là 2600 PA. Tuy nhiên thì có một điều như này, đó là cái lực hút này thì chúng ta không thể nào mà so sánh giữa các thương hiệu với nhau được các bạn ạ. Nó chỉ mang tính tương đối thôi. Có nghĩa rằng là mình cũng đã từng sử dụng một vài cái con robot trước đây thì có những cái con được hút 1500 PA thì nó lại hút mạnh hơn so với cái con là 2000 PA. Thì rõ ràng là cái lực hút PA này thì các hãng nó sản xuất thì cái lực hút nó không chính xác lắm các bạn nhé. Có nghĩa rằng là mình thấy là con này 2600, con này 3000 nhưng mà khả năng hút của nó thì xem nhau, ngang nhau. Chứ không phải là con này nó mạnh hơn con này nhiều đâu các bạn. Cái lực hút nó ngang nhau. Tuy nhiên thì với lực hút cả hai nó đều ở cái tầm như thế này thì đều cho cái hiệu quả hút rất là cao rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem cái khả năng hút bụi của hai con này nó như thế nào. Bụi ở những cái mảnh giấy nhỏ ở trên cái mặt sàn trong một cái khung như thế này, và mình sẽ cho cái con Dearbox T9 này nó thử hút trước, và lát nữa thì mình cũng sẽ cho cái con S7 nó hút cùng với một cái lượng bụi vẫn là cái lượng bụi như thế này
xem thử là cái con nào nó hút sạch nhanh hơn các bạn nhé. Và ok, bây giờ thì mình sẽ dùng điện thoại này bấm giờ này. Nó đang quét cái không gian đó các bạn. Còn robot T9 này nó sẽ một cái bước đó là quét cái không gian lâu hơn những cái con robot khác. Và nó đã bắt đầu di chuyển rồi. Và chúng ta cùng thử xem là nó hoàn thành một cái tác vụ làm việc như thế này, như trong cái khu vực này thì sẽ mất bao lâu. Đó. Nó sẽ di chuyển ra rìa cái khu vực nó hút và bắt đầu nó sẽ điến một vòng, là nó bắt đầu nó sẽ di chuyển theo đường zigzag. Mình cũng quên là đang gắn cái hộp chứa nước cho nó, tuy nhiên thì cũng không sao các bạn, không ảnh hưởng. Chúng ta đang test cái khả năng hút sạch của nó trong bao lâu thôi. Về cái độ ồn thì mình đánh giá là Dbot T9 nó ồn hơn so với Xiaomi S7, bởi vì mình đã trải nghiệm cả hai con rồi. Thì S7 nó êm hơn một chút các bạn nhỉ. Cả hai con này nó đều có khả năng nó là tự nhận diện được cái mặt sàn và tự tăng được cái lực hút các bạn nhé. Ok, có thể thấy là di chuyển rất là thông minh luôn các bạn. Nghĩ rằng là nó sẽ đi một vòng một xung quanh, sau đó nó đi đường zigzag, thì cái việc đi này thì nó gần như là nó 99% là không bỏ sót được cái khu vực nào rồi. Đó. Và đi đến đâu thì bụi nó hút vào gọn vào bên trong tới đó. Một khu vực làm việc thì con T9 là nó sẽ di chuyển hai lần, hai cái lộ trình để nó có thể là hút lại những cái bụi mà nó bắn ra khi mà cái chỗ quét là nó quét vô đó bạn. Ví dụ những cái mảnh vụn mà nó hơi bị nhỏ mà nó mỏng thì nó sẽ vẩy ra bên ngoài, thì khi di chuyển lại lần hai thì nó sẽ hút lại được. Nó bắt đầu là thông báo là tìm cái đốc sạc và kết thúc cái tác vụ làm việc. Đó các bạn, trở về. Nó trở về đúng cái vị trí mà ban đầu mình cho nó bắt đầu di chuyển luôn. Nó nhớ vị trí rất là chính xác. Và mình sẽ bấm dừng. Ở đây đó là 5 phút 03 giây các bạn. Đó. Và robot Dbot T9 đã hoàn thành tác vụ làm việc ở cái khu vực này. Đó, và đã hút xong rồi thì mặt sàn mình thấy rất là sạch luôn, không còn một cái mảnh giấy nào ở đây hết. Rồi, và chúng ta sẽ thử lấy cái hộp chứa bụi nó ra này. Đây. Đây là hộp chứa bụi. Và tất cả những cái nó đã hút gọn vào bên trong đây. Có cả tóc, cả lông, cả mảnh giấy, cả bụi nhỏ li ti các bạn nhé. Mình sẽ cho con S7 hút đúng cái lượng bụi mà con T9 nó vừa hút, thử xem sao. Đó là S7 đây các bạn. Đó. Chúng ta sẽ nhấn vào đây để khởi động nó lên này. Đó. Nói chung thì ở cái robot phân khúc tầm trung thì cái hiệu quả hút của nó thì rất là sạch rồi. Đó, nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta thử so sánh xem thử là cái con nào nó làm việc nhanh hơn thôi. Chúng ta sẽ cùng quan sát thử con S7 nó hút cùng với một cái khu vực như thế này và cùng với lượng bụi như thế thì nó sẽ hút trong bao lâu các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ bấm giờ này. Đó. Đấy, và nó cũng sẽ có động tác đó là xoay tròn để quét cái không gian làm việc cái đã. Rồi nó sẽ mới thiết lập lên cái lộ trình để nó di chuyển.
Và mình thấy thì S7 khi nó làm việc thì cái nó sẽ êm hơn là so với con T9. T9 thì ồn hơn một chút. Và mình thấy ở đây thì nó cũng sẽ di chuyển, nó là cạnh tường trước các bạn ạ. Đấy, di chuyển một cái đường xung quanh cái khu vực làm việc, nó men theo trước rồi sẽ tiến lại khu vực trung tâm để nó hút sau. Quan sát được thì là như thế này, khi mà robot nó đi qua thì cái con S7 này nó sẽ để lại nhiều những cái mảnh giấy nhỏ hơn là so với con D-Bot T9. Thì mình cũng có thể dễ hiểu được cái vấn đề này thôi. Đó là thứ nhất, đó là con S7 nó chỉ có một cái chổi cạnh thôi, cho nên là cái diện tích nó lùa bụi vào bên trong cái khoang hút bụi nó sẽ không được nhiều như là có hai cái chổi. Cái điểm thứ hai nữa là lực hút của S7 thì nó là 2006, nó sẽ nhỏ hơn. Đấy là theo lý thuyết là nó nhỏ hơn so với T9 là 3000. Các bạn thấy thì ở trên cái mặt trên của con robot S7 này thì nó sẽ có một cái đường màu trắng, nó sẽ liên tục chạy qua trở lại. Đó chính là cái công nghệ Precision LiDAR, công nghệ riêng của Xiaomi, thì giúp cho nhận diện vật thể và di chuyển tối ưu. Thì mỗi thương hiệu, mỗi hãng nó sẽ có những cái công nghệ riêng. Ví dụ như con T9 nó sẽ có là True Detect 3D, thì con này nó có công nghệ đó. Ở cái lộ trình thứ hai này thì nó sẽ di chuyển theo zigzag ngang các bạn ạ. Có nghĩa là các bạn để ý là lần đầu tiên thì zigzag dọc và lần thứ hai là zigzag ngang. Thì nó đang như vậy thì nó rõ ràng là cái hiệu quả mà nó hút sạch sẽ gia tăng, đúng không các bạn? Giống như kiểu mà khi chúng ta mà quét nhà các bạn, hoặc là lau nhà, thì các bạn theo chiều dọc và chiều ngang thì nó sẽ làm cho cái hiệu quả nó cao hơn là so với việc chúng ta chỉ hút theo một cái chiều thôi. Đó. Rồi nó báo finish là kết thúc rồi các bạn, và đang tìm đốc sạc để trở về. Đó. Đó, và cũng trở về, mình sẽ bấm dừng cái này đồng hồ trước này. Đó. Đó, và nó vậy trở về đúng cái vị trí ban đầu mình chúng ta cho xuất phát, đúng không? Và thời gian là 5 phút 19 giây. Đó, có thể nói là lâu hơn con T9 một chút. Nói chung mà cũng không có chênh lệch nhiều, xem nhau thôi. Đó, 5 phút 19 giây các bạn này. Sẽ lại đây để mình kiểm tra xem thử là cái mặt sàn như thế nào. Ok, thì ở đây thì mình thấy là còn sót lại một vài cái mảnh giấy các bạn này. Chúng ta có một chút ở đây. Đó. Và một chút ở đây nữa. Đó là còn sót lại. Như vậy thì rõ ràng là cái chúng ta có thể so sánh được rồi các bạn. Cái hiệu quả hút của con T9 nó nhỉnh hơn con S7 một chút. Đó. Và đây là cái hộp chiếu bụi của nó. Đó. Ok ha các bạn ha, đây là bụi bên trong này. Đó. Và chúng ta sẽ thử kiểm tra cái phần dưới của nó nhá. Đó, và cái chổi cao su như thế này thì nó sẽ không dính lại tóc hay là mắc kẹt ở đây được. Trong khi con T9 thì nó có dính một chút nữa các bạn. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng test cái khả năng lau nhà nhá. Mình sẽ cho cả hai con cùng lau một lúc luôn. Và có một điều mình khá thích ở con Xiaomi S7 này, đó là mỗi lần chúng ta lắp hộp chứa rác hay là lấy ra, hay là lắp hộp chứa nước hay là lấy hộp chứa nước ra, thì nó đều thông báo bằng giọng nói. Có nghĩa là khi mà chúng ta lắp chưa vào thì nó cũng sẽ báo lên, rất là hay. Trong khi đó thì con T9 nó không thông báo gì hết. Bây giờ chúng ta sẽ cho nó cùng lau các bạn này. Resuming. Rồi, các bạn có thể là quan sát để xem thử là cái khả năng lau của hai con này nó thế nào. Cả hai con đều có cái chức năng lau rung. Cái miếng khăn lau sẽ đập liên tục xuống cái mặt sàn để nó đánh bật những cái vết bẩn lên.
khi mà chúng ta dùng chức năng lau nhà thì con T9 nó khá là ồn nha các bạn nhé, trong khi con T7 nó êm hơn. Thì cả hai con này mỗi lần nó đi qua thì nó đều lau rất là sạch những vết bẩn nó bám ở dưới sàn. Nhưng mà cái con T9 á, thì cái diện tích mà cái miếng khăn lau nó rung nhiều hơn so với con S7. Thành ra là cái diện tích mà để nó làm sạch sẽ lớn hơn so với con S7 đúng không các bạn? Đó. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta để cho hai con robot này nó làm việc một cách độc lập và nó cứ mò mẫm làm như vậy, mò mẫm lau như vậy thì nó đều làm sạch, cái hiệu quả làm sạch sau khi chúng ta kết thúc thì đều như nhau cả. Đó. Nhưng mà con S7 thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút so với con T9. Trên thị trường hiện nay thì robot với chế độ lau rung là một phân khúc robot tầm trung rồi các bạn. Còn những robot phân khúc tầm giá rẻ thì dưới 10 triệu thì đa phần là chưa có chế độ lau rung. Đó, cả hai con đều có cái tần suất lau là khoảng tầm 480 lần trên một phút. Các bạn có thể thấy là cái miếng khăn lau của con T9 chúng ta có thể nhìn thấy rõ là nó rung. Trong khi con S7 á, thì nó rung ở cái phần bên trong nên chúng ta không thấy được. Còn con T9 thì nó vẫn làm. Cũng đã thấy đó là cả hai con robot này nó cùng lau và có thể thấy được là cái khả năng lau của mỗi con như thế nào. Con T9 này thì cái khăn lau nó có diện tích rung lớn hơn, thành ra là nó sẽ làm sạch ở một cái diện tích nhiều hơn một chút so với con S7. Khi mà chúng ta kết nối với app EcoVac Home hay là app Mi Home á, thì chúng ta đều có thể là điều chỉnh được cái lượng nước khi mà nó thấm xuống cái khăn lau này là ẩm nhẹ, ẩm vừa hay là ẩm nhiều đó, thì chúng ta điều chỉnh được, cũng như là điều chỉnh được cả lực hút luôn. Ok, vậy là mình đã vừa so sánh nhanh giữa hai sản phẩm, đó là EcoVac D-Bot T9 và Xiaomi S7 đó. Thì cả hai cái con robot này đều ở trong một cái phân khúc giá là tầm trung, khoảng gần 12 triệu đồng. Với con T9 này thì hiện tại nó có bản T9 IV và T9 Plus, thì chúng ta sẽ kèm cái đốc sạc có cái hút rác tự động. Trong khi đó thì S7 cũng đã ra mắt phiên bản S7 Max V và S7 Max V Ultra. Thì cái con S7 Max V Ultra nó đã có đốc sạc cũng như là cái tính năng đó là giặt khăn lau. Thì qua cái video này thì các bạn đánh giá như thế nào giữa khả năng làm việc giữa hai con robot này? Mình thấy thì nó cũng ngang nhau. Cái con T9 thì sẽ nhỉnh hơn một chút ở cái việc đó là nó có cái chế độ khăn lau rung và rung nhiều hơn so với con S7 này. Cái thứ hai nữa là mình thấy là con ST9 thì nó sẽ có cho cái khả năng hút nước kỹ hơn một chút. Tuy nhiên thì cả hai con này đều cho khả năng làm việc rất là hiệu quả rồi. Cả hai đều có một cái mức pin 5200 mAh và đều cho cái lực hút cũng tương đương nhau. Đối với ai mà thích cái kiểu dáng thiết kế của Xiaomi thì chúng ta sẽ chọn S7. Còn ai thích kiểu của T9 thì chúng ta sẽ chọn con này. Ok. Và video hôm nay của mình xin được phép là khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhớ subscribe và nhấn cái chuông để đón xem những video trong lần sau nữa các bạn nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.